Người đâu đã đẹp trai lại còn lắm tiền, chỉ cần tâm trạng không vui tí liền chạy đi mua sắm. Đáng thương nhất chỉ có vệ sĩ của anh Do Bong Sun, suốt ngày phải lẽo đẽo đi theo sau lưng, đúng là số chân sai vặt có sướng bao giờ đâu. Nhìn Bong Sun xách đống đồ chịu hết cả con người rồi, hai người mới lững thững đi từ trong trung tâm mua sắm ra, nhưng không mua gì cho cô anh cũng thấy áy náy lương tâm. Vậy là bất chấp lời từ chối của Bong Sun, Min Hiếu kéo cô đi mua kem ốc quế ăn. Hóa ra món quà to tát lắm toàn do Bong Sun ảo tưởng ra, nếu được cô muốn bóp chết anh như đập ruồi vậy. Thanh niên tên đầy đủ là An Min Hiếu, là ông chủ của một công ty phần mềm, mặc dù năng lực cá nhân có phần nổi trội hơn, trông thế nhưng ham sống sợ chết lắm. Ví dụ như chuyện lên xe, anh đều bắt Bong Sun lên trước để kiểm tra an toàn, lúc lái xe đều để Bong Sun ngồi ở ghế lái phụ, có gì thì cô còn lấy thân mình bảo vệ anh. Tâm trạng không vui thì lấy Bong Sun ra chút giận, thôi thì cũng đành mà cắn răng chịu đựng chứ làm thế nào, ai bảo cô nhận tiền lương của anh, thì ngoan ngoãn mà làm con sen chứ gì nữa. Nhưng Bong Sun cũng có chiêu trò của mình, đầu cô nảy số còn hơn thần nữa, cô dẫn Min Hiếu đến cửa hàng bánh của mẹ, bảo anh ta mua một ít bánh ngọt, sau đó còn nháy mắt với ba nữa cơ chứ. Hai người giả vờ không quen biết nhau, vừa làm vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình còn gì bằng chứ, quả là con gái có hiếu. Nhưng cô có chết cũng không ngờ, mẹ vừa nhìn thấy liền nghĩ tới chuyện chung thân đại sự của cô, vừa nãy bà còn đang chém gió, lo lắng về chuyện con gái mãi vẫn chưa lấy chồng, thì một giây sau thấy con gái dẫn con rể về, thanh niên này còn lái xe xịn chắc chắn là có tiền rồi. Mắt mẹ sáng lên như hai cái đèn pha, quả này nhà bà lớn ngớ với được kim cương rồi, ấy thế mà đẻ con gái cũng lợi lộc ra phết này. Mấy bà già trung niên rảnh quá, lại chạy ra bên cửa sổ dòng tai lên hóng xem. Ôi mẹ ơi, con gái tôi giỏi quá đi mặc, con nhà ai mà đẹp trai thế không biết chứ. Nhìn kìa còn là xe nhập khẩu nữa chứ, ôi mẹ đúng là A-di-đà Phật Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ mặt, tôi sắp làm mẹ vợ đến nơi rồi. Nhưng Bong Sun vẫn hồn nhiên không biết mình bị bàn tán, vừa nhìn thấy cô bạn thân, hai người nhảy vào ôm chầm lấy nhau, suýt chút nữa thì gây ra động đất sập cả nhà. Hai nàng vui vẻ nằm ở trên giường đắp mặt nạ, còn thuận miệng hỏi công việc của Bong Sun thế nào. Được đà cô nàng tuôn một tràng về ông chủ xấu xa của mình, không những là một tên đàn ông xấu, cô còn điều tra ra được anh là một tên gay chính hiệu nữa. Hai thanh niên cười nói vui vẻ hết ngày, lúc còn đang tâm sự lên tới cao trào, mẹ Bong Sun đẩy cửa bước vào, mẹ nói bà đói sắp tụt cả huyết áp rồi, bảo Bong Sun mau dậy nấu cơm nhanh lên. Đang ăn vui vẻ, mẹ bắt đầu hỏi dò cô về chuyện liên quan tới anh đẹp trai ban ngày. Lúc bà biết Min Hiuk chỉ là ông chủ của Bong Sun, còn nói anh là người đồng tính nữa chứ, cả nhà rơi vào trạng thái một phút bối rối. Không sao cả. Bây giờ làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo đâu chứ. Không sao cả, không sao. Có gì đâu cơ chứ. Mẹ nói làm Bong Sun sợ rơi mất cả miếng thịt đến miệng, số ăn đến mồm còn bị mất. Bong Sun ăn uống no nê xong, hai cô bạn lại dắt nhau đi tản bộ cho đỡ no cái nào. Vừa hay nhìn thấy đám học sinh đang bắt nạt một bạn học khác, sau khi đánh bạn đó xong, vừa hay bị Bong Sun nhìn thấy. Số đen khi chúng mày gặp phải chị rồi. Đầu tiên là cô giả vờ buộc dây giày giúp một thằng ở trong đó, sau đó dùng lực kéo một chút, khiến hắn ta đau đớn kêu oai oái. Sau đó một cái xé rất nhẹ nhàng, đôi giày của cậu ta hỏng tan tành luôn. Để thanh niên đi cho cân một tí, Bong Sun xé nốt chiếc giày còn lại của cậu ta luôn. Tuổi còn nhỏ không lo học hành, suốt ngày chỉ đi gây lộn bắt nạt người khác. Sau khi dạy dỗ chúng vài câu tử tế, hai người đưa bạn học bị mấy đứa kia bắt nạt đi về nhà. Hôm sau Bong Sun lại mang theo một hộp quà và một bó hoa đi tới bệnh viện, xem tình hình anh thư ký hôm trước bị cô đánh thế nào rồi. Kết quả anh vẫn đang nằm chổng mông ở trên giường bệnh. Vừa nghe thấy giọng nói của Bong Sun, anh bị dọa suýt tè cả ra quần rồi. Sau đó khó khăn lắm bảo Bong Sun để đồ ở đó rồi đi ra ngoài đi. Bong Sun hỏi han vài câu xong, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Anh ngờ vận may của cô đúng là giải ở khắp nơi. Vừa quay đầu thấy ngay cờ rút mình thầm thương trộm nhớ. Bong Sun chủ động chạy đến chào hỏi anh. Sau khi biết Khúc Du đang làm nhiệm vụ, anh còn nhờ cô chăm sóc cô gái đang nằm ở trên giường bệnh. Nhưng ai mà ngờ được, trong lúc Bong Sun đang trông nom bệnh nhân, kẻ xấu đã đóng giả làm bác sĩ vào tiêm thuốc cho cô ấy. Sau đó còn nói là đổi giường bệnh, rồi đưa người bị hại trốn khỏi bệnh viện. Cho dù Gúc Đu cố gắng chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng hung thủ đã chạy thoát từ đời nào ấy rồi. Trong lòng Bong Sun rất áy náy không nói lên lời. Lúc cô ngồi xe trở về nhà, trong lòng vẫn còn lo lắng sự an toàn cho cô gái kia. Bong Sun còn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Cho dù cô có năng lực khác người, nhưng lúc đối mặt với hung thủ, cô lại không hề hay biết gì cả. Một đêm dài đằng đẵng trôi đi, Bong Sun lại đến công ty làm việc. Kết quả vừa mở cửa ra, Min Hyuk lại thảo luận với cô về vụ án ở trong khu vực. Hai người còn đang thảo luận hung thủ không phải một người, hay là một tổ chức đang gay cấn. Điện thoại của Bong Sun vang lên, nhờ sự trợ giúp của Bong Sun miêu tả được hung thủ, cảnh sát đã bắt được hắn ta. Khúc Du đã nộp đơn đề nghị lên cục, phái người đến bảo vệ sự an toàn cho Bong Sun. Thấy cô nghe điện thoại mà tủm tỉm cười như được mùa vậy, cơn tức giận của Min Hyuk nhen nhóm lên. Có khi nào là ghen không nhở, vừa nhìn cô là anh như đọc được hết suy nghĩ, chuyện cô yêu thầm Gúc Đu, còn có cuộc điện thoại kia, nghe điện thoại của người ta thì cười nói tít cả mắt. Thấy thế Bong Sun nói với Min Hyuk rằng,
Bởi vì hai bọn họ không giống nhau, cho nên thái độ với hai người cũng không giống nhau. Chuyện này khiến Min Hyuk câm nín không nói lên lời, nhưng chuyện tiếp theo còn khiến anh phải câm nín hơn. Min Hyuk với tư cách là nhà tuyển dụng, anh cũng phải bó chân. Anh thuê Bong Soon về bảo vệ mình, nhưng cảnh sát lại đến để bảo vệ cô. Nghe xong hình như cứ có gì đó sai sai, sau đó cảnh sát phải đứng ra giải thích. Min Hyuk đành phải nghe theo, anh đi đâu cũng phải dẫn theo hai người. Sau đó ba người lái xe ra ngoài hóng gió. Min Hyuk vừa lái xe vừa hỏi chuyện của Bong Soon. Về vết thương của anh thư ký, bắt đầu bài ca cằn nhằn, nếu như đuôi của con người không được thoái hóa thì tốt rồi, như vậy anh thư ký sẽ không bị gãy xương cụt. Cả đoạn đường đi có mình Min Hyuk luyên thuyên, sau đó cả ba người cùng nhau đi dự hội thảo. Đó là một buổi tuyên bố ra mắt game mới. Sau khi buổi hội kết thúc, anh cảnh sát đã thay Bong Soon đi vào nhà vệ sinh để trông nom Min Hyuk, nhưng không ngờ bị kẻ thù của Min Hyuk tấn công. Kết quả cảnh sát đã bị hắn ta đâm một dao. May mắn họ đã đưa anh vào bệnh viện kịp thời. Trong lúc đợi kết quả kiểm tra của anh cảnh sát, Min Hyuk đã tranh thủ kể cho Bong Soon nghe qua về sự phức tạp trong gia đình anh, cũng là nguyên nhân tại sao anh luôn bị người ta truy sát. Sau khi Bong Soon nghe xong anh kể chuyện, liền tỏ ý anh nhất định sẽ giúp cô bắt những người xấu kia. Sau khi biết tình hình của anh cảnh sát không sao, Min Hyuk lái xe đưa Bong Soon trở về nhà. Trên đường đi đột nhiên anh có ý tưởng, bảo cô dọn đến nhà mình ở. Như vậy cũng sẽ an toàn hơn, tất nhiên là anh lo lắng cho sự an toàn của mình rồi. Bong Soon nghe xong liền từ chối luôn. Sau đó Min Hyuk đã bật chế độ mềm mỏng, cuối cùng cũng đưa được cô về nhà mình, để Bong Soon đồng ý ở lại nhà của mình. Anh còn đích thân xuống bếp nấu mì cho cô ăn. Lúc hai người đang đánh chén ngon lành, Cúc Đu nhận được điện thoại chạy đến. Anh biết được cảnh sát bảo vệ cho Bong Soon bị thương, trong lòng liền lo lắng đến sự an toàn cho cô. Sau đó lại biết được cô đang ở nhà Min Hyuk, liền vội vàng chạy đến đây. Hai người tranh nhau mỗi người kéo một tay của Bong Soon, ai cũng không chịu buông tay. Tập phim hôm nay đến đây là hết, các bạn cùng đón xem tập theo nhé.